Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Vậy là hình ảnh đường Vũ Đồng khi mà trưởng thành đã chính thức xuất hiện. Bình thường thì AD sẽ không làm video tập phim đã ra mắt đâu các bạn ạ, vì các bạn đều đã có thể theo dõi nó trên các nền tảng hoạt hình Trung Quốc. Thế nhưng mà sự xuất hiện của đường Vũ Đồng nó quá bùng nổ nên AD phải làm video ngay các bạn ạ. Không ngoài suy đoán, hình ảnh đường Vũ Đồng trưởng thành có vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm và vẻ ngoài hoàn hảo rất là bắt mắt. Vũ Hạo và Vương Đông lần đầu tiên thi triển kỹ năng dung hợp thứ tư Quang Trì Nghề Thường, quả thực chính là kỹ năng dung hợp vũ hồn mạnh nhất. Họ đã đánh bại Tứ Hồng Trần và Mộng Hồng Trần chỉ bằng một chiêu thức. Khi mà cả hai thi triển vun dung hợp kỹ thứ tư, mọi người có mặt đều rất là sợ hãi. Hóa ra Vũ Hạo và Vương Đông có tổng cộng 4 kỹ năng dung hợp vũ hồn. Ngay cả khi đối mặt với những vun dung hợp kỹ của Tứ Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, Vũ Hạo và Vương Đông vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta quay lại mấy phút trước, trận thứ hai của trận đấu 223 đã chính thức bắt đầu. Sư Lê Khắc Học Viện hoặc Vũ Hạo cùng với Vương Đông cấp độ hồn lực đều thấp, mặt khác thì Tứ Hồng Trần cùng với Mộng Hồng Trần đều là ngũ hoàn hồn vương, cho nên không thể nghi ngờ bọn hắn thực sự rất là mạnh. Để giành được chiến thắng trong trận đấu quan trọng nhất này, cả hai bên đã phải nỗ lực rất nhiều. Tứ Hồng Trần cùng với Mộng Hồng Trần trực tiếp dùng hồn đào pháo công kích, Sư Lê Khắc Vương Đông phụ trách chủ công, Vũ Hạo thì lựa chọn hỗ trợ Vương Đông. Mộng Hồng Trần tốc độ rất là nhanh, né tránh khóa chặt Vũ Hạo, sau đó phun ra khói độc. Vũ Hạo không kịp né tránh đã bị làn khói độc bao phủ. Mặt khác thì Tứ Hồng Trần tiếp tục sử dụng hồn đào pháo tấn công Vương Đông. Vương Đông đành phải sử dụng điệp thần trảm mạnh mẽ chống lại hồn đào pháo. Khi mà mọi người cho rằng Vũ Hạo đã bị trúng độc thì cậu lại thi triển ra băng hoàng hộ thể của băng đế. Đây chính là kỹ năng hồn kỹ 40 vạn năm, ngay cả xương độc cũng sẽ dễ bị nó tấn công. Vũ Hạo nói với Mộng Hồng Trần rằng độc của Chu Tình băng thiềm quả thực là rất mạnh, thế nhưng so với băng bích đế hoàng hà thì không là cái gì cả. Dù là băng hay là lửa, chúng cũng giống như những quả trứng đập vào đá trước tảng băng tối thượng. Thấy tình thế không ổn, Tứ Hồng Trần lập tức tức giận, chuẩn bị thi triển ra chiêu cuối cùng, vun dung hợp kỹ Hồng Trần Quyền Luyến. Băng lam của Chu Tình băng thiềm cùng với hoàng kim của Tam Túc Kim Thiềm hòa vào nhau, một đạo ánh sáng màu vàng đỏ bùng nổ. Nhìn thấy hai người thi triển vun dung hợp kỹ, Vũ Hạo Vương Đông lập tức phóng xa vun dung hợp kỹ thứ ba để chống cự. Chiêu thức này được gọi là tâm linh phong bão, nó chính là sự kết hợp giữa linh mâu của Vũ Hạo và Hạo Thiên Trì của Vương Đông, tích hợp đòn tấn công đỉnh cao của Hạo Thiên Trì và tác động linh hồn của Vũ Hạo. Cuối cùng thì nó phát triển thành một cuộc tấn công tinh thần tổng lực. Khi hai người phát ra tâm linh phong bão, một chiếc búa Hạo Thiên khổng lồ bằng vàng tiến về phía trước. Đáng tiếc thì bởi vì hồn lực của Vũ Hạo và Vương Đông tương đối yếu, không có khả năng chống lại Quy Luyến Hồng Trần, bị đẩy vào tuyệt vọng, cả hai quyết định thực hiện vun dung hợp kỹ cuối cùng của chính mình, đó là vun dung hợp kỹ thứ tư Quang Trì Nghề Thường. Lần này thì được dẫn dắt bởi Vương Đông, với sự xuất hiện trở lại của Quang Minh Nữ Thần Điệp, đôi cánh màu xanh vàng của Điệp Thần lặng lẽ mở ra kết hợp với băng bích đế hoàng hạt. Khi mà một ánh sáng rực rỡ xuất hiện, một cô gái với đôi cánh bướm ba màu xuất hiện trước mặt mọi người, và sau đó cảnh mở đầu thực tế đã xảy ra. Cô gái xinh đẹp này chính là Đường Vũ Đồng khi cô trưởng thành. Một sự ấn tam sáu kinh của hải thần xuất hiện trên trán của cô gái. Động tác này được gọi là vũ điệu Quang Trì Nghề Thường, một điệu nhảy trong băng giá. Đối mặt với kỹ năng dung hợp vũ hồn mạnh nhất của Vũ Hạo và Vương Đông, ngay cả Hoàng Tân Tự cũng không thể nào ngăn cản được nó. Hình ảnh Đường Vũ Đồng khóa chặt hai người Tứ Hồng Trần và ném ra một tia sáng, đó chính là một đòn nhẹ nhàng nhất, thế nhưng cả hai cũng không có sức để chống trả và đã thua cuộc. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến, Học viện Sư Lê Khắc cũng giành được chức vô địch cuối cùng. Tiếp đến chính là lễ trao giải. Sư Lê Khắc Học viện sẽ nhận được 3 khối hồn cốt vì đoạt chức vô địch, còn kèm theo phần thưởng đặc biệt, hồn cốt bằng bích hạt. Sư Lê Khắc Học viện tổng cộng nhận được 4 khối hồn cốt. Tứ Hồng Trần rất là không phục, thế nhưng sau cuộc hắn lại thua Vũ Hạo. Không ngờ khi mà Nhật Nguyệt Học viện giờ đi lại bị Huyền Lão chặn lại vì ngọn lửa tà ác trong cơ thể của Mã Tiểu Đào không ngừng bùng phát. Huyền Lão vô cùng tức giận, buộc Học viện Nhật Nguyệt phải giao nộp Thẩm Phán Chi Kiếm, tuyên bố sử dụng nó để giúp Mã Tiểu Đào thoát khỏi ngọn lửa tà ác. Bị thao thiết đấu la bức bách, Nhật Nguyệt Học viện chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra Thẩm Phán Chi Kiếm. Ở giai đoạn cuối của tập phim, cường giả bản thể tông thực sự đã nhắm vào Vũ Hạo. Bởi vì Vũ Hạo hiện ra vun bản thể nên tên này định đưa Vũ Hạo về bản thể tông. May mắn thay, Huyền Lão đã can thiệp kịp thời và cứu được Vũ Hạo. Tiếp theo thì tông chủ của bản thể tông Độc Bất Tử sẽ đích thân đến xử lý khác để cướp người. Chúng ta hãy cùng chờ xem các bạn nhé. Vậy các bạn nghĩ sao về tập này? Nó quá hay, quá cao trào và quá bùng nổ. Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.